Đang làm việc rất là tích cực giữa thầy và trò, và chúng ta đã hết sức là cố gắng và nhiệt tình. Có lẽ là một cái cơ hội đã được tiếp xúc với một chuyên gia hàng đầu của Việt Nam, tôi cứ nói là như vậy, về đào tạo kỹ năng sống và văn hóa giao tiếp. Đây là một bài học hết sức bổ ích cho tất cả cán bộ giảng viên của trường mình. Bản thân tôi cũng đã được có thể nói là có những thông tin về cái chương trình đào tạo, cũng như bản thân tiến sĩ Phan Quốc Việt qua truyền hình, qua internet cũng rất là nhiều, nhưng mà có lẽ là đây cũng là lần đầu tiên tôi được diện kiến và tôi được tham dự cái buổi là trực tiếp tham dự cái buổi học do thầy Phan Quốc Việt giảng dạy. Thì chúng tôi cũng hết sức là biết ơn tiến sĩ Phan Quốc Việt đã dành cho trường Đại học Công nghiệp Vạn Xuân, cho thầy và trò chúng tôi những cái bài giảng những ngày hôm nay, và cũng rất là cảm ơn cái ngỏ lời của thầy là sẽ được hợp tác lâu dài, và chắc chắn là chúng tôi cũng rất là mong muốn sẽ được tham dự nhiều lớp học hơn nữa trong cái chương trình đào tạo của Tâm Việt cũng như bản thân của tiến sĩ Phan Quốc Việt. Thì thay mặt cho ban lãnh đạo nhà trường, cũng là dịp ngày quốc tế nhà giáo cũng như là ngày nhà giáo Việt Nam 20/1, thì xin kính chúc thầy giáo tiến sĩ Phan Quốc Việt cũng công ty Tâm Việt là sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, và cũng mong muốn thầy sẽ tiếp tục cái sự nghiệp giảng dạy để truyền bá lại cho các thế hệ tương lai của đất nước Việt Nam nhiều cái kỹ năng sống hơn nữa, để vươn xa cái tức là khơi sáng cái tâm của người Việt và vươn xa cái tầm của người Việt Nam hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn thầy.